bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình chia sẻ du học Hà Lan cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ được trao đổi với bạn học sinh tên là Minh Hương, vừa nhận được visa du học Hà Lan của mình. Chị xin chào Minh Hương. Chào chị. Câu hỏi đầu tiên là em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Dạ, em tên là Minh Hương, em sống ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bình thường là đến ngày rảnh thì em thường đi với các bạn đi sinh hoạt với thiếu nhi này nọ, rồi không thì đánh đàn, đọc sách. Dạ, cũng ít coi TV, đúng chỉ coi YouTube thôi. Trước đây thì em học Hoa Sen, ngành kinh doanh quốc tế. Vậy là qua Hà Lan du học thì mình cũng chọn ngành đó du học luôn. Dạ, em tiếp tục học về kinh doanh quốc tế nhưng mà học sâu hơn nên học về thạc sĩ. Cho chị hỏi là lý do tại sao mình lại chọn Hà Lan làm điểm đến du học vậy? Tại vì Hà Lan là một quốc gia đẹp, nền giáo dục thì khá là tốt. Mà người ở bên đó thì em nghe rất là nhiều người nói là người Hà Lan rất là dễ thương. Rồi sau đó là vì châu Âu có nếu là được qua một nước thì người có thể được đi 26 nước khác. Thì cái đó cũng là một điểm thu hút em khi em quyết định đi châu Âu. Qua bên đó thì em học trường đại học Hans. Theo em biết thì trường đại học Hans là một trường khá là cổ kính, lâu đời của Hà Lan, ở trong một thành phố là thành phố đại học ở phía bắc của Hà Lan. Qua đâu mà mình biết đến dịch vụ của Tân Đại Dương em ha? Nghiên cứu ở trên mạng thì thấy ở Tân Đại Dương thấy đa số các bạn học sinh khi mà làm thủ tục ở đây đều có khả năng đậu visa cao, rồi cho nên em quyết định em thử vận may ở đây. Trước khi em đến Tân Đại Dương thì em cũng chat với lại admin ở trên Facebook, thì admin mới nói là chuyên về Hà Lan thì đi gặp chị Hà, cho nên đưa cho em Facebook của chị Hà rồi em chat trực tiếp trên đó luôn. Nói chung cũng biết sơ sơ rồi em mới lên đây em gặp trực tiếp chị Hà. Chị Hà thì hướng dẫn em từ đầu đến cuối, trường cần những thủ tục giấy tờ như thế nào thì chị nhắc nhở em, rồi nhắc nhở em, rồi hối thúc em để cho em tự giác làm những cái đó đó nhanh nhẹn và đúng với lại yêu cầu của trường. Quá trình làm hồ sơ của em chỉ khoảng 3 tháng thôi. Ở bên Hà Lan thì em không có người thân, em tự đi một mình. Vì mình thấy mình vẫn còn trẻ cho nên đi qua đó một mình cũng thử thách coi mình có đủ can đảm để mình trải sống một mình tự lập hay không. Cho chị hỏi là dự định của mình trong tương lai là sau khi mà học xong thì mình có dự định gì không em? Sau khi học xong thì Hà Lan cho học sinh viên quốc tế được một năm ở lại, thì em tính dùng một năm đó để kiếm một công việc để có thể bù đắp lại những cái phần mà gia đình đã hỗ trợ cho em trong suốt em học ở đó. Chú em thì có một công ty về vận tải cũng liên quan đến cái ngành học của em, thì có lẽ em sẽ về để trợ giúp chú em mở rộng công ty hơn. Trước mắt thì em gái của em cũng có ý định du học, nhưng mà tại vì đang vướng năm cuối ở đây á, thì có lẽ là sau năm cuối thì em gái em sẽ tiếp tục đến đây để thực hiện làm thủ tục đi học. Xin cảm ơn em rất nhiều và Tân Đại Dương rất mong rằng khi mà có dịp trở về Việt Nam thì em sẽ ghé Tân Đại Dương thăm đại gia đình Tân Đại Dương em nha. Dạ. Và chị xin chúc Minh Hương là qua đó du học thật tốt và sớm thành công với lại ước mơ du học của mình em nha. Dạ, cảm ơn chị. Và như bạn Minh Hương đây thì đã được hướng dẫn thủ tục xin visa du học Hà Lan. Các bạn vui lòng gọi về số 0838484879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148/1 Trần Hoàng Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ.